làm cái gì vậy? Người ta đeo khẩu trang. Mày rảnh quá đeo khẩu trang nữa. Mày buôn bán mày phải biết chào rồi, khách tao khác giờ tao cười điếc gì nè mà miệng tao đơ rồi, bây giờ tao phải đeo khẩu trang vô cho mấy đứa tao cười, hiểu không? Nè đó, khẩu trang cười. Bán gì bán được không? Ê, muốn lòi nanh luôn bán cái gì? Mày bán được đâu, uống trà đá cầm hơi nè. Mày còn trà đá uống là mày còn đi bán, tao muốn đá rồi. Bán dụng có ma nào ta? Để ơi, để ơi, để hoàn tất. Ai mày đốt con lòng chưa? Đốt rồi. Anh cái gì cũng có. Thuốc giờ ông em. Ông khùng không nội. Trời ơi, tôi bán đĩa lậu làm sao mà tôi đi chơi ôm? Sáng giờ muốn nước đá không tiền đâu đi. Trời ơi, còn có nước đá muốn là người mua vui rồi đó. Anh sẽ cho anh chưa có gì cho bụng hết à. Đi, 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 anh chở đi vòng về bán tiếp. Đi vòng vòng sao bán cho dễ. Trời đất ơi, sáng giờ gặp thứ gì đâu không đi giùm con đi ông nội. Đi giùm con đi ông nội. Nè, bên kia có khách kìa đó, qua bển đi. Ui. Thôi, thật sự ha. Bán gì vậy? Đáng chớm, thiệt tình. Đổ tôi buôn má nghe đi cho lẹ nghe. Đi nè ông nội, đừng có chọc điên lên à, tôi đốt Phong Long à. Nhìn cái tướng nó chạy xe mà phía hậu có tôi nghi rồi. Tôi cũng nghi rồi, chạy ra mời nó làm gì vậy, cái thứ này là đừng có mời, hiểu không? Thế kìa, thế kìa. Con mày hả? Trời ơi, tắt. Mua đĩa phải không? Thấy cái đẹp cái cặp là biết mua đĩa. Anh, hàng gì cũng có, hàng nhập mới về mua không? Cái băng đĩa còn mềm mà nhìn cái đút nó té đâu. Có, cái này là mới luôn đó anh. Nhiều, 100.000. Gì ghê à? Trời ơi, làm gì ghê? Đĩa này là mới update ngày hôm nay. Anh mua đĩa bản quyền đi, bản quyền của anh mua đến mấy trăm lần. Cái này tôi bán có 100 thôi. Đĩa lậu mà gì, 100.000. Lậu thì lậu, nhưng mà trời ơi, tụi tôi buôn bán cũng cực khổ, nắng mưa, bệnh hoạn sao. Chưa tính tiền bảo hiểm đó ông nội. 8.000 bán không? Bán. Lời rồi bán đi. Kaspersky. He's the king. Kaspersky. K is the king. Kaspersky. Yeah, when I'm packing the K, he's my secret weapon.